ở phía trên này á, đến Nghi Lan. Hôm nay á, Tường Vi đi xe lửa bay tới thành phố Nghi Lan cho nên rất là nhanh để mà đi tìm kiếm vị khách mời đặc biệt của chương trình Dấu Chân Người Việt lần này. Đó chính là chị Phương Thu. Các bạn có thấy Phương Thu là rất là quen không? Rất quen với chương trình Dấu Chân Người Việt không? Ờ, cảm ơn Tường Vi nhé. Nhờ Tường Vi mà hai lần trước Thu đã được lên tham gia cái Dấu Chân Người Việt mà chẳng thấy nổi tiếng gì cả. Lần thứ ba chắc là nổi tiếng. Ok không? Em chắc chắn với chị lần thứ ba chị sẽ nổi tiếng. Ồ, vậy hả? Và hôm nay á thì Phương Thu sẽ là người hướng dẫn viên du lịch cho Tường Vi đi tham quan cái khu vực thành phố Nghi Lan. Và thành phố Nghi Lan thì có những gì hay, những gì thú vị thì Tường Vi và Phương Thu sẽ cho các bạn thấy ngay sau đây thôi. Let's go! Một cái anh chàng rất đẹp trai bằng tượng đá và được mô phỏng theo cái hình tượng của nam diễn viên Kim Thành Vũ trong bộ phim Sang Zuo Zuo Sang Yao Zuo, có nghĩa là turn left and turn right. Đó là của một cái tác giả rất là nổi tiếng tên là Jimmy. Và bây giờ thì chúng ta đang ở một cái công viên tên là Jimmy. Tại sao ở Đài Loan mà lại có một người một công viên để tên là tên tiếng Anh hả Vi nhỉ? Tên tiếng Anh thì nó có một cái câu chuyện đằng sau của nó. Nhưng mà phải hỏi trước là Phương Thư có biết cái nơi này là trước đây là gì không nè? À tất nhiên là biết rồi đúng không? Hôm nay là Phương Thu dẫn các bạn đến đây để tham quan mà Phương Thu phải hiểu về lịch sử của nó ấy, đúng không? Ở cái khu công viên này trước kia nó là một cái ký túc xá cũ của cục đường sắt. Và khi nó được tạm dừng không được sử dụng nữa thì có nghĩa là bỏ hoang trong một thời gian dài. Và chính phủ của Đài Loan đã bỏ ra một nguồn vốn để đầu tư lại và trùng tu lại cái khu này. Và cái khu này sẽ trở thành một cái tên mới là công viên Jimmy hả, đúng không? Công viên Jimmy. Chị Phương Thu học thuộc lòng rất là giỏi cho y bài phên. Nhưng mà tại sao nó có tên là Jimmy là bởi như thế này. Cái công viên này nó được thiết kế và mô phỏng theo những cái bức tranh, những cái hình vẽ ở trong cái sách tranh của Jimmy, của tác giả Jimmy. Và cái tác giả mà vẽ sách tranh đó rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Ông ấy là người Đài Loan nhưng mà ổng thích lấy tên tiếng Anh cho nên cái nghệ danh của tác giả đó tên là Jimmy. Đó, chính vì vậy mà chúng ta mới thấy ở trong cái khuôn viên ở đây nè, có rất nhiều những cái tượng đá rất là dễ thương. Nào là hình cái vali nè, hình túi sách nè, hình Kim Thành Vũ nè, hoặc là hình của một cái căn nhà hoặc một cô gái đang xách cái vali. Đấy, cứ như là một câu chuyện đang hiện ra trước mắt của chúng ta. Và nơi đây rất thích hợp để cho ba mẹ nó dẫn ba mẹ dẫn con cái đến đây chơi vào cuối tuần. Và những trong ở đây tất cả những cái hình đó là giống như các trong các câu chuyện cổ tích á, mà có nghĩa là mình có thể tiếp cận được ngay chứ không phải là nằm trong mơ mới được nhìn gặp những cái nhân vật đó. Nó giống như những cái đồ chơi mà nó đồ chơi nó bự vậy nè. Chứ không phải đồ chơi nhỏ, đồ chơi thì nhỏ nhỏ đúng không? Này đồ chơi bự thiệt là bự mà ôm được luôn trong bàn tay của người ta có bàn tay vậy. Thôi bây giờ mình đi tham quan chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn đi thôi.
Phương Thu là người rất là tinh nghịch đúng không? Nhưng mà... Đúng. Ồ. Tinh nghịch. Hồi nãy ở công viên Jimmy á, thấy Phương Thu hả muốn bứng luôn cái những cái bức tượng của guitar, chắc là hư luôn của guitar luôn á. Không, nhưng bề ngoài nhìn Phương Thu thế thôi, nhưng trong nội tâm của Phương Thu rất là yêu thích những nền văn hóa cổ nhá. Các bạn nhìn phía sau của mình nhé cô ơi. Đây là căn nhà gạch đỏ đúng không? Đây là một cái căn nhà gạch ngói đỏ. Và cái căn nhà này á, nó là một cái tòa kiến trúc lịch sử của thành phố Milan đó các bạn. Các bạn biết không, cái căn nhà này ngày xưa nó là cái kho kiểm tra gạo trước khi mà người nông dân xuất khẩu ra bên ngoài để bán đúng không nhỉ? Và chính nơi đây á thì là một cái vùng đất của nông nghiệp mà. Vì vậy cái tòa nhà này á nó được sử dụng để làm kho kiểm tra gạo một khoảng thời gian rất là lâu. Sau đó thì sau khi ngừng sử dụng rồi thì chính phủ của huyện Milan người ta đã xếp cái tòa nhà gạch ngói đỏ vào một cái danh sách là kiến trúc lịch sử của thành phố. Và nó đã có lịch sử bao nhiêu năm nè? Thích hoài cổ thì phải nói cho em biết là bao nhiêu năm? 32 năm nha. Đúng rồi, thêm 100 điểm nữa, dạ 200 điểm. Và bây giờ thì tòa nhà này á được một cái nhà văn văn học dân dã nổi tiếng của Đài Loan, Hoàng Xuân Minh, Hoàng Xuân Minh tiếp quản và biến cái khu này thành một cái khu văn hóa nghệ thuật nè. Bên trong có cái gì? Quán cà phê. Còn có gì nữa? Còn có một cái sân khấu nhỏ nhỏ để có nghĩa là vào thường vào cuối tuần đó, có nghĩa để cho các em thiếu nhi được đến đấy để biểu diễn miễn phí. Để biểu diễn và được mọi người có thể đến và uống cà phê và xem kịch miễn phí. Và tòa nhà này á có tên gọi là Bãi Của Su Bạch Quả Thụ, tòa nhà gạch ngói đỏ Bạch Quả Thụ. Rất là hoài cổ và rất là có ý nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng để xem cái khung cảnh của tòa nhà nha. Ok đi. Các bạn biết không, ngôi nhà gạch ngói này đã có lịch sử 82 năm đấy. Trước đây là nhà chuyên kiểm tra chất lượng gạo của nông dân vùng Milan lúc bấy giờ đấy. Và sau khi được nhà văn nổi tiếng với những cái tác phẩm văn học mang phong cách dân dã tên là Hoàng Xuân Minh, Hoàng Xuân Minh tiếp quản, và ông đã thành lập quỹ văn hóa nghệ thuật Hoàng Đại Ngư, Hoàng Tại. Nơi đây được đổi tên thành nhà gạch đỏ Bách Quả Thụ. Nó được mô phỏng theo tên của cái đội kịch thiếu nhi Bách Quả Thụ của nhà văn Hoàng Xuân Minh đó các bạn. Tòa nhà gạch đỏ với hình dáng bên ngoài mộc mạc nhưng mang đậm đường nét và vết hằn của thời gian, là một trong những kiến trúc lịch sử của huyện Nghi Lan. Bên trong tòa nhà được thiết kế thành trung tâm nghệ thuật với quán cà phê mang tính chất nhân văn nhé. Cũng là nơi là nhà văn Hoàng Xuân Minh thường lui tới để viết kịch bản cho đội thiếu nhi Bách Quả Thụ. Trong khuôn viên tòa nhà gạch ngói đỏ còn có một góc nè được thiết kế thành sân khấu kịch mini của đội kịch thiếu nhi Hoàng Đại Ngư do nhà văn thành lập. Đội kịch thường xuyên tổ chức biểu diễn miễn phí vào cuối tuần, là một địa điểm ý nghĩa và cũng là một nơi giải trí lành mạnh cho thiếu nhi trong vùng. Tường Vi sẽ hỏi chị Phương Thu một cái câu hỏi rất là riêng tư. Dạ, xin hỏi năm nay chị đã đủ 18 tuổi chưa? Năm nay Phương Thu vừa tròn 18 tuổi. Hôm nay còn là sinh nhật của Phương Thu đâu. Ê, mà hỏi tuổi tác người ta làm gì vậy? Sau này đừng có hỏi nha, đêm thích đâu. Thưa các bạn, vì sao mà Tường Vi hỏi tuổi tác của chị Phương Thu? Là bởi vì á, Tường Vi muốn giới thiệu đến các bạn một nơi rất là thú vị mà nơi đây là đủ 18 tuổi mới được vào. Đó là lâu đài của rượu whisky Kavalan của Đài Loan. Em mình muốn được uống không em? Thì một hồi nữa phải đưa giấy chứng minh nhân dân á, cái sinh viên trên đủ 18 tuổi mà 13 tuổi thì tha hồ mà uống nha. Chị hỏi em mới còn 18 tuổi chưa mà em đã mắm vào đây. Chị nghĩ coi em 16 tuổi hả? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan lâu đài Whisky Kavalan nha các bạn. Ok, let's go.
kiểm tra kỹ cái giấy chứng minh nhân dân của chị Phương Thu á, thì đúng là mà 13 xoay lờ, đủ 18 tuổi rồi. Và bây giờ Tường Vi với Phương Thu đang có mặt trong một cái kho lên men rượu. Và thật sự rất là may mắn để có thể được vào nơi đây. Bởi vì nơi đây là không mở cửa cho khách du lịch hoặc khách tham quan nha. Và bây giờ thì mình cần một cái người hướng dẫn chuyên nghiệp để mà giới thiệu về cái kho lên men rượu này. Nào, sẽ hôm nay do chị của mình tờ chị Xuôi Yên. Hảo, hãy nghe. Nào, chị Hảo, 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 介绍哈，其实各位你可以看到这边有各式各样的橡木桶，那其实每一个桶子都会存在一些不同的特色以及它的香味，好，所以我们必须要经过适当的选桶，还有我们的调酒的工序，才能够让一支完美的酒能够推出。啊，đây chúng ta sẽ chào mừng và hoan nghênh chị Trân, đây là một cái người hướng dẫn viên rất là chuyên nghiệp của khu vực cái lâu đài rượu whisky Catalan. Thì ở đây á đang đứng trong một cái không gian mà đằng sau Tường Vi với Phương Thu là có rất nhiều những cái thùng gỗ, và các bạn cũng biết là cái thùng gỗ này là mình đựng cái gì nè? Đúng rồi, nhưng mà mỗi một thùng gỗ nó có một cái mùi vị, một cái quy trọng của dạng là khác nhau, một mùi vị khác nhau. Chính vì thế mà nó sẽ lên men và làm ra những cái rượu với những cái hương vị đặc biệt, mà của riêng mỗi một thùng sẽ có một hương vị đặc biệt của nó. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, chị Xuyên. OK, 那我们这边呢，可以请大家看一下，在这个位置呢，它其实有各式各样的橡木桶。那我们会跟我们，会给他一个独一无二的身份证 ID， 好，就是它记载着它完整的一个身份。那各位，你看到这个 Vinho 葡萄酒桶，它是我们今年度在英国举办的 Whisky 大赛拿下世界冠军的酒桶。那这一款的 Whisky 它是非常特别，是它是来自于金色公司自己自身打造的一支橡木桶。那在外面平常我们没有办法看到这样子的一个橡木桶。Bây giờ thì Tường Vi với Phương Thu đang được rất là vinh dự được rờ cái thùng gỗ. Và trong thùng gỗ này đựng một cái loại rượu. Và loại rượu này là một cái gọi là một cái tác phẩm của hãng rượu Catalan. Nó đi được đạt giải thưởng whisky cao nhất ở Anh Quốc. Anh Quốc, đúng. Nhưng mà có điều đặc biệt của nó nữa là cái thùng gỗ này nè, nó là một cái thùng được chế tạo bởi hãng whisky Catalan và rất là đặc biệt, và nó có tên là Vinho. Vinho. Đó, Vin, nè, đó Vinho, thấy chưa? Nó có một cái tên và nó có cả cái số mã số chứng minh nhân dân của nó nữa. Mỗi một thùng đều có một cái chứng minh nhân dân rất là đặc biệt. Ừ, và đến 2008. Và cái loại rượu này á là và đã được đạt giải thưởng whisky Anh Quốc cao nhất ở Anh Quốc, và đó là một cái điều niềm vinh dự cho Đài Loan và cho hãng rượu whisky Catalan.